Kính thưa quý vị, Việt Nam đang chứng kiến bước ngoặt của chế độ Đảng Cộng sản toàn trị trong giai đoạn thoái trào và sự khủng hoảng kế nhiệm là một trong những chỉ dấu rõ rệt cho thấy những thay đổi khó lường đang diễn ra. Ngày 3 tháng 8, 2022, ông Chủ tịch nước Tô Lâm được chọn làm Tổng Bí Thư tại Hội nghị Bất Thường Ban Chấp Hành Trung ương Khóa 13, chấm dứt thời gian tạm quyền. Hơn 20 ngày kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ngày 19 tháng 7 khi đương nhiệm. Vị Tổng Bí Thư tiền nhiệm đã phá bỏ những ràng buộc hạn chế tha hóa quyền lực để ở lại thêm kỳ thứ ba 2021-2026, đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đuổi chủ nghĩa xã hội dựa trên tư tưởng Mark Lenin, đồng thời với việc đẩy mạnh chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, ông đã kỷ luật và loại bỏ hàng chục nghìn đảng viên, lãnh đạo và tổ chức đảng. Đặc biệt, vào những tháng cuối đời của ông, 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị, 15% số ủy viên Ban chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản, đã bị thanh trừng. Điển hình là trong thời gian ngắn, những nhân vật, các ứng viên được cho là tiềm năng, kế vị như các ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phải từ nhiệm. Điều chưa từng xảy ra trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 của lịch sử cầm quyền bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Mô hình chế độ Đảng Cộng sản toàn trị là một hệ thống chính trị mà Đảng, nhà nước nắm giữ quyền lực tập trung đối với mọi khía cạnh của đời sống xã hội và cá nhân. Trong kiểu chế độ này, Đảng Cộng sản là Đảng chính trị duy nhất do người đứng đầu, Tổng bí thư lãnh đạo. Ông ấy có quyền lực tuyệt đối và không thể thiếu trong quần máy chính trị. Như mọi chế độ tập quyền, chẳng hạn phong kiến không thể thiếu vua dù chỉ một ngày chế độ đảng cộng sản toàn trị không thể không có tổng bí thư khác với thiên định cha truyền con nối dưới thời phong kiến cương vị tổng bí thư đảng phải dù đôi khi là hình thức được bầu tại đại hội toàn quốc đảng cộng sản bởi vậy sự kế nhiệm bất thường luôn dẫn đến nhiều đồn đoán và mọi ánh mắt đang dõi theo các động thái của vị tân tổng bí thư tô lâm ông tô lâm khẳng định tính chính danh thế nào Nguồn gốc an ninh của ông ấy xác quyết những ưu tiên là duy trì chế độ thay vì thúc đẩy chuyển đổi dân chủ. Chế độ toàn trị không thể sụp đổ bởi tính logic thăng trầm theo chu kỳ của nó. Theo Zbigniew Brzezinski, nhà nghiên cứu nổi tiếng về chế độ toàn trị, mô hình hiện đại của kiểu chế độ này không thể bị diệt vong thông qua cuộc nổi dậy nội bộ, trừ khi điều đó xảy ra vào thời điểm nguy hiểm chết người từ một thách thức bên ngoài, kể cả trong bối cảnh khủng hoảng kế nhiệm cơ sở này được francis fukuyama khi nghiên cứu hai nguồn của chế độ tập quyền đảng cộng sản trung quốc đưa ra nhận xét rằng chế độ toàn trị sẽ chỉ sụp đổ từ bên trên giới lãnh đạo toàn trị cộng sản thường đổ lỗi cho cố tổng bí thư đảng cộng sản liên xô em gorbachev về sự suy vong mô hình xô viết và sự tan giá của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở đông âu coi đó như một bài học khi cải cách chuyển đổi thị trường và để đề phòng ngăn chặn từ sớm từ xa nguy cơ này dưới lãnh đạo toàn trị cả hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã tăng cường chính sách an ninh chế độ trong đó trọng tâm là an ninh ý thức hệ và đồng thời đề phòng xu hướng tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ điều trên đã giải thích cho việc ông Tô Lâm có những động thái quyết đoán thậm chí đã có đồn đoán về sự tiếm quyền tổng bí thư khi ông Trọng qua đời giữa nhiệm kỳ mà chưa tìm được người kế vị Ngày 22 tháng 5, trước hơn một tháng khi ông Trọng qua đời, ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Ngày 18 tháng 7, trước khi ông Trọng mất một ngày, ông được phân công chủ trì thay thế. Ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm được chọn làm tổng bí thư với 100% số phiếu từ Ban chấp hành Trung ương. Ông Tô Lâm đã chớp thời cơ quản lý khủng hoảng để bảo vệ và duy trì chế độ. Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm sử dụng cơ chế đã được chuẩn bị như bộ máy an ninh khổng lồ theo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ máy này được ưu tiên cấp kinh phí lớn nhất, được tăng cường trang thiết bị hiện đại chống khủng bố, và hơn thế, nó được luật hóa để duy trì ưu thế sử dụng sức mạnh từ việc ngăn ngừa từ sớm, từ xa theo luật phòng thủ dân sự. Trấn áp bạo động theo luật cảnh sát cơ động 222, đàn áp bất đồng chính kiến và xã hội dân sự giám sát công dân theo luật an ninh mạng. Cho đến việc bảo vệ nhà riêng, các lãnh đạo chấp bu theo luật cảnh vệ sửa đổi, hành không chăm Với ưu thế quyền lực như vậy, tân Tổng Bí Thư Tô Lâm khẳng định tính chính danh khi biến cái bất thường trở thành bình thường. Điển hình trong công tác kiện toàn nhân sự, lãnh đạo, chủ chủ chốt đảng và chính phủ ở cấp trung ương. Các hội nghị bất thường của Trung ương Đảng và Quốc hội thay phiên diễn ra và trong một thời gian ngắn, việc kiện toàn nhân sự đảng được thực hiện khẩn trương, bổ sung các ủy viên mới cho Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Bỏ qua một số tiêu chuẩn cứng và quy trình tuyển chọn lãnh đạo, ông Tô Lâm đã bổ nhiệm, cất nhắc những đồng nghiệp an ninh và đồng hương, ngụ ý nhấn mạnh yếu tố trung thành, nắm giữ các vị trí chủ chốt của bộ máy lãnh đạo đảng, như các trợ lý, tránh văn phòng trung ương, tân bộ trưởng công an, ban kiểm tra trung ương. Đồng thời với kiện toàn các nhân sự đảng, ngày 26 tháng 8, 2024, một loạt lãnh đạo chính phủ cũng được bổ sung miễn nhiệm tại kỳ họp bất thường thứ 8 của Quốc hội khóa 15. Tại đây, các ông nguyên tránh án Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình, ông nguyên Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm làm các phó thủ tướng mới. Trong số mới, có ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, người đồng hương với tổng bí thư có quê ở khói châu hưng yên tất nhiên ngoài những tay hòm chìa khóa cho tập trung quyền lực tuyệt đối có những nhân vật bí ẩn như ông tô ân sô một vị tướng công an quan trọng từng là đại diện lãnh sự quán việt nam ở houston hoa kỳ được sử dụng như một quân sư luôn sát cánh bên ông tô lâm cũng gây sự chú ý khẳng định tính chính danh là một quá trình với nhiều thủ thuật mà việc sử dụng ưu thế quyền lực gieo rắc nỗi sợ hãi trong bối cảnh quan chức tham nhũng nghiêm trọng và đàn áp quyền tự do dân chủ chỉ là một phần của câu chuyện và thường tạo ra sự im lặng, nghe ngóng, không thể bền vững. Phần lớn của câu chuyện cho các nhà lãnh đạo là làm sao cho người ta phục, người ta tin thì ít chính trị gia làm được. Kính thưa quý vị, chiều 6 tháng 9, hàng loạt báo nhà nước đồng loạt đăng tin có hàng trăm cảnh sát xuất hiện tại trụ sở công ty cổ phần VN Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau, các báo lại đồng loạt rút tin này xuống. Đây là một trường hợp khá bất thường, vì có vẻ như thượng tầng chính trị không thống nhất với nhau trong việc xử lý công ty VN cả về mặt luật pháp và về mặt truyền thông. Nói đơn giản là, công an và truyền thông đang đá nhau trong việc xử lý sai phạm của công ty này. Được biết, VNG là công ty có cổ phần của các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Tencent và Ant Group nhiều phần mềm do VNZ phát triển như Zalo hay ZaloPay đã bị người sử dụng Việt Nam đặt nghi vấn. Một doanh nghiệp có dính líu đến Trung Quốc vốn là một loại doanh nghiệp bất khả xâm phạm bởi động chạm đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo thông lệ, mỗi Tổng bí thư Việt Nam mới lên ngôi thì đều sang Bắc Kinh đảnh lễ. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang chi phối rất mạnh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày gần đây, thượng tầng chính trị đang tỏ ra có sự bất nhất trong chính sách ngoại giao. Ông Tô Lâm vội vã sang Bắc Kinh diện kiến, tìm kiếm sự thừa nhận. Trong khi, lãnh đạo quân đội thì lại thực hiện liên tiếp hai chuyến thăm khiến Bắc Kinh không vừa lòng. Đó là chuyến thăm Philippines vào cuối tháng 8 mà và chuyến thăm Mỹ hiện nay của ông Phan Văn Giang. Tuy nhiên, những chuyến đi này của ông Giang là chống Tô Lâm hay chống Bắc Kinh thì vẫn chưa rõ khả năng cao là chống Tô Lâm, bởi bắt tay với Mỹ mà vẫn trong giới hạn cho phép của Bắc Kinh thì không phải là chống Trung Quốc. Hiện nay, người nắm ban tuyên giáo trung ương là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng, ủy viên bộ chính trị. Ông Nghĩa là một trong hai vị tướng quân đội được ông Trọng kéo về ban bí thư để gia cố ban này. Giờ đây, ban bí thư đã do ông Tô Lâm làm chủ, thì những người được ông Trọng cơ cấu, một là phải thích nghi với chủ mới, hai là phải rời khỏi ban bí thư. Việc báo chí rút bài về vụ Viênger cho thấy hai điều. Thứ nhất là ông Nguyễn Trọng Nghĩa dùng tuyên giáo để chống lại ông Tô Lâm. Thứ nhì, có thể thế lực thân tàu gây áp lực buộc báo chí phải rút bài. Như vậy, cả hai lần trái ý Tô Lâm đều do phía quân đội làm. Một lần do ông Phan Văn Giang, một lần do ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Liệu rằng đây có phải là chủ trương của phe quân đội muốn đối đầu với phe công an hay không? Có lẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng. Những ngày gần đây, có luồng dư luận hy vọng chính quyền cộng sản xích lại gần hơn với Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc phòng. Cuộc chiến Ukraine đã chứng minh sức mạnh của vũ khí Mỹ, Việt Nam rất cần một hợp đồng mua vũ khí tối tân của Mỹ như Đài Loan đã và đang làm để có thể hiên ngang tự quyết mà không cần phải rụt rè trước Bắc Kinh. Mới đây, tờ The New York Times, một tờ báo lớn của Mỹ được Việt Nam cho phép đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước xích lại gần Mỹ trong giới hạn. Vì dù báo Mỹ có mặt ở Việt Nam, thì cũng chỉ có tác dụng thuận tiện hơn trong việc đưa tin về tình hình Việt Nam, chứ không đủ sức mạnh để gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế. Khi nào Việt Nam mua được máy bay F-16, tàu ngầm hay nhiều loại vũ khí tối tân khác mà Ukraine đang sử dụng, thì lúc đó có thể tin rằng giới lãnh đạo việt nam dám phá làn danh tiến gần đến mỹ hơn hai lần phe quân đội đi lệch hướng tô lâm cũng chưa thể cho thấy có phe nào thân mỹ trong đảng điều này chỉ cho thấy đảng không thống nhất về đường lối và các phe đang phá nhau để có thể đánh giá xem có phe thân mỹ hay không thì cần thêm những chính sách táo bạo hơn nữa trong quan hệ ngoại giao với mỹ đợi xem quý vị vừa nghe xong bài vụ vng có phải Tô Lâm và Nguyễn Trọng Nghĩa đang choảng nhau của tác giả? Thái Hà, bài viết đăng trên trang web thời báo .de. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Khám xét Vinagame vì an ninh quốc gia hay vì phần bánh tỏ của tác giả Vũ Nam Nhân. Ngày 7 tháng 9 năm 2024, Vinagame, một trong những công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam, đã bị lực lượng công an tiến hành khám xét khiến dư luận và giới đầu tư hoang mang mặc dù thông tin về việc hợp tác làm việc ngay lập tức bị gỡ xuống khỏi các trang báo chính thống nhưng thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng rõ ràng cho thấy đã có công an cảnh sát cơ động xuất hiện rất nhiều tại trụ sở chính của công ty này nhưng mọi thứ nhanh chóng bị bưng bít một cách kỳ lạ sự kiện công an khám xét vinagame ngay lập tức gây ra phản ứng tức thì trên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu của công ty chạm sàn ngay trong phiên giao dịch cùng ngày Đồng thời, đã có những tin đồn lan truyền rằng người dùng không thể rút tiền từ Zalopay khiến người dùng hoang mang. Đây không chỉ là một sự kiện gây chấn động trong lĩnh vực công nghệ, mà còn dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của một doanh nghiệp kỳ lân có rình dáng đế thế hệ con ông cháu cha của quan chức cộng sản cấp cao, vốn hóa đến hàng tỷ đô la Mỹ này. Vinagame là một trong những công ty hiếm hoi tại Việt Nam đạt được mức vốn hóa trên một tỷ đô la Mỹ. Công ty không chỉ thành công với các sản phẩm giải trí như game online mà còn sở hữu Zalo, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam, chiếm tới 75% dân số sử dụng. Cùng với Zalo, ví điện tử tích hợp ZaloPay cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái của công ty. ZaloPay cho phép người dùng chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến và nhiều tiện ích khác. ZaloPay hiện nằm trong top 5 ví điện tử phổ biến nhất cả nước. Ha, chứng tỏ sức ảnh hưởng to lớn của VinaGame không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn trong đời sống tài chính của người dân. Chính phủ Việt Nam từ lâu đã khuyến khích, thậm chí yêu cầu nhân viên nhà nước sử dụng Zalo trong nhiều hoạt động công việc. Điều này khiến Zalo trở thành ứng dụng có thể nắm trong tay một lượng lớn dữ liệu của người dùng và các cơ quan nhà nước. Thực tế này khiến cho VinaGame trở thành một công ty có sức ảnh hưởng khổng lồ không chỉ về mặt kinh doanh mà còn về mặt an ninh thông tin. Nguồn gốc Vinagame và những lời đồn đoán Thực tế cho thấy, không chỉ là lời đồn cho rằng Vinagame có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc, mà có thể thấy nguồn gốc và những thành công của Vinagame chính là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bằng chứng là công ty lớn nhất nắm cổ phần tại Vinagame là Tenacious Bulldog Holdings Limited, một chi nhánh của tập đoàn Tencent đến từ Trung Quốc. Trò chơi trực tuyến đầu tiên đưa VinaGame lên đỉnh cao là Võ Lâm Truyền Kỳ, cũng xuất phát từ Trung Quốc. Tương tự, Zalo, ứng dụng trụ cột của VinaGame, cũng có nguồn gốc công nghệ từ Trung Quốc. Một lời đồn từ lâu trong nội bộ VinaGame rằng Zalo được xem như một đế chế riêng bí mật và bất khả xâm phạm là một ốc đảo trong chính công ty VinaGame. Dữ liệu của Zalo nắm giữ gần như toàn bộ thông tin về người dùng bao gồm cả dữ liệu từ các cơ quan và nhân viên nhà nước là bất khả xâm phạm, ngay cả với những ông chủ về mặt hình thức của VinaGame. Dữ liệu người Việt Nam, tài sản khổng lồ vượt sự kiểm soát của Bộ Công an. Cơ sở dữ liệu người dùng lớn của Zalo là một tài sản vô giá đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong thời đại số hóa và giám sát điện tử như hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh đó, với việc một công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc có khả năng nắm giữ dữ liệu điện tử của hàng triệu người dùng, chắc hẳn đặt ra một mối lo ngại và vô cùng nhạy cảm về mặt an ninh quốc gia với Việt Nam. Về phương diện quản lý nhà nước, chính quyền không thể không để mắt tới việc giám sát, việc khai thác và sử dụng khối dữ liệu này. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu chính quyền muốn kiểm soát dữ liệu này với lý do đảm bảo an ninh quốc gia hay đây chỉ là cái cớ để tiến hành một cuộc thâu tóm trắng trợn tài sản của doanh nghiệp? Việc quản lý, giám sát thông thường nếu được xử lý công khai minh bạch thông qua luật pháp sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại doanh nghiệp, đồng thời đạt được mục đích giám sát. Tuy nhiên, với hành động bất ngờ khám xét, sự mập mờ thông tin của báo chí khiến người ta không thể nghiêng về giả thuyết đây là một cuộc thâu tóm khác trong chuỗi đại thâu tóm của thế lực mới lên tại Việt Nam. Và dĩ nhiên, đây là một thế lực được coi là do Trung Quốc nuôi dưỡng dù như thế nào, sự kiện này cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho sự can thiệp ngày càng sâu rộng của nhà nước vào các doanh nghiệp tư nhân. đồng thời cũng cho thấy trong một chính quyền độc tài chuyến chế, không có gì bảo đảm cho quyền sở hữu tư nhân, tự do kinh doanh, cho dù bạn là ai và có tuân thủ pháp luật như thế nào đi nữa. tương lai của VinaGame nói riêng và các công ty tập đoàn lớn tại Việt Nam chung là bài học lớn khiến mọi giới làm ăn đang thận trọng nhìn lại tài sản của mình hơn bao giờ hết. Kính thưa quý vị, Tô Lâm lên làm tổng bí thư không như những người trước đó. Tô Lâm lên ngôi bằng cách đánh cướp chứ không phải là người được chọn. Khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên tổng bí thư, ông không có kẻ thù. Nhưng vì tham vọng lấy lại vị thế đã mất về cho văn phòng Trung ương Đảng, nên sau đó, vũ đài chính trị mới hình thành hai thế lực kèn cựa nhau suốt gần 5 năm trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ngôi tổng bí thư lẽ ra thuộc nhóm Nghệ An sau khi tổng trọng qua đời, nhưng do Tô Lâm làm phản nên đã làm xáo trộn tất cả. Nhóm Nghệ An thất thế nên im lặng chịu đòn. Tuy nhiên, mầm họa đối với Tô Lâm thì vẫn còn đó. Dù Vương Đình Huệ ngã ngửa, nhưng Nghệ An vẫn còn hai ủy viên Bộ Chính trị và hàng chục ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một số nhân vật đang vận động để được vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau ngoài ra nhóm hà tĩnh cũng đông đảo không kém ông tô lâm lên làm tổng bí thư chắc chắn sẽ dùng quyền lực chen ép hai thế lực này để dọn đường cho thế lực hưng yên lớn mạnh lợi ích của nhóm hưng yên lớn bao nhiêu thì lợi ích bị tước đoạt của hai nhóm lớn này cũng sẽ lớn bấy nhiêu có thể nói tô lâm ngồi ghế tổng bí thư trong bối cảnh có rất nhiều thế lực đang trực chờ cơ hội để giật lại những gì đã mất trong giới quan sát và phân tích chính trị nhiều ý kiến cho rằng tô lâm lên ngôi đồng nghĩa với thời kỳ công an chỉ thắt chặt hơn nhưng cũng có ý kiến lạc quan cho rằng tô lâm sẽ là nhà cải cách sẽ nới lỏng hơn so với thời ông trọng lúc này vẫn còn quá sớm để kết luận tuy nhiên dựa trên những diễn biến đang diễn ra trên vũ đài chính trị vẫn có thể dự đoán phần nào chính sách của tô lâm có thể ông tô lâm muốn buông vũ lực để xây dựng hình ảnh một tổng bí thư cởi mở ít đánh đấm với đồng chí và gần dân hơn có thể thấy điều này thông qua những hoạt động gần đây của ông tuy nhiên hoàn cảnh chính trị có cho phép ông thực hiện điều đó hay không lại là chuyện khác tô lâm là một vị tướng nhờ âm thầm nuôi quân chờ thời cơ tạo phản đồng thời ông dùng lợi thế bạo lực cách mạng gom góp các tử huyệt của đối thủ chính trị vào thành một kho dữ liệu Chính vì cách làm này, ông Tô Lâm đã đốn ngã hàng loạt nhân vật lớn để độc chiếm ghế tổng bí thư. Như vậy, liệu ông Tô Lâm có thể buông bỏ lợi thế và sức mạnh của mình được không? Nếu buông bỏ, Tô Lâm dùng đức để đối đãi với đồng chí, thì điều này chẳng khác nào từ bỏ sở trường để chọn sở đoạn. Khi đó, Tô Lâm sẽ bị các thế lực khác đánh bật ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư này. Theo những thông tin nội bộ Tô Lâm đang thực hiện chính sách chấn lột các lãnh đạo đã ngã ngựa. Cụ thể, đối với cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm buộc ông Phúc phải nhả một phần tài sản để đổi lấy điều kiện không bị truy tố hình sự. Đây không phải là cách làm nhân đạo với đồng chí mà là đang thịt đồng chí. Cách làm này vẫn gây thù chuốc oán chứ không phải thêm bạn bớt thù. Ông Tô Lâm đang có trong tay bộ máy tuyên truyền khổng lồ có thể ban tuyên giáo sẽ vẽ cho ông một lớp mặt nạ vì dân và nhân ái với đồng chí tuy nhiên sự thật phía sau chiếc mặt nạ này mới là vấn đề tuyên giáo có thể qua mặt dân những người thiếu thông tin chứ không thể qua mặt các đồng chí của ông đặc biệt là những nạn nhân đang bị ông trấn lột với tô lâm bạo lực là công cụ duy nhất để chiếm ngôi thì đây cũng là công cụ duy nhất để ông giữ ngôi rất khó để Tô Lâm thực hiện tham vọng trở thành một tổng bí thư được lòng đảng như ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị vừa nghe xong bài Bạo lực là công cụ duy nhất Liệu Tô Lâm có dám nới lỏng thòng lỏng khi ngồi ngôi tổng? Của tác giả Thái Hà Bài viết được đăng trên web thời báo.di Tiếp theo mời quý vị nghe bài Chim sinh ra trong lòng nghĩ bay là bệnh của tác giả Trần Trung Đảo Câu nói của một nam sinh Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài đang được nhắc đến nhiều. Đó là một niềm vui. Một mảng xi măng nhỏ vừa bị sói mòn từ bức tường dày. Em tặng chúng ta một niềm hy vọng. Khá nhiều người cũng đang nghĩ như em nhưng chưa dám nói, nhưng bên cạnh niềm vui cũng có những nỗi buồn em đang hứng chịu nhiều trận đấu tố trên báo chí và trên mạng. Báo chí nhà nước, đấu tố, em đã đảnh, không ít người có học, thầy giáo cũng hùa theo để đấu tố em. Trên Facebook của anh JB Nguyễn Hữu Vinh có nhắc đến một thầy giáo tên Lê Thống Nhất đã làm thơ mỉa mai em nam sinh. Quen ăn hải sản cấp cao, chê luôn tôm cá nuôi ao mùi bùn. Một bạn trẻ gửi tôi một status của một nhà giáo khác có tên Facebook là Trần Trung Hiếu miệt thị em nam sinh còn nặng hơn khi cho rằng em đã vô ơn bạc nghĩa và ai đã sớm tẩy não, nhồi sỏ cháu như vậy. Chắc chắn nay mai làn sóng, đấu tố sẽ còn mạnh hơn nữa và sẽ có nhiều lê thống nhất, Trần Trung Hiếu lên mặt dạy đời em. Nhưng những người đấu tố, em nam sinh không biết chính họ chứ không phải em mới là người bị tẩy não. Chưa bao giờ câu nói của nhà làm phim Pháp gốc Chile Alejandro Jodorowsky đúng hơn cho hiện trạng Việt Nam. Chim sinh ra trong lòng nghĩ bay là bệnh, Bird born in a cage think flying is an illness. Những Lê Thống Nhất, Trần Trung Hiếu, vân vân là những con chim sinh trong lồng, lớn lên trong lồng và nhận thức bị giới hạn trong không gian của chiếc lồng sắt dị. Họ không biết bay nên nghĩ bay là bệnh. Nếu ai đó nói cho họ biết đảng không phải là tổ quốc, quyền lợi của đảng đi ngược với quyền lợi của tổ quốc, đảng sẽ sụp đổ, nhưng đất nước sẽ còn mãi mãi chắc họ sẽ nhảy dựng lên phản đối. Bởi vì những khái niệm Đảng chính là dân tộc, Đảng là mùa xuân, Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quang Vinh muôn năm, đã ăn sâu vào nhận thức họ từ khi biết ôm cặp đến trường. Những con chim công nghiệp lê thống nhất, Trần Trung Hiếu không thể tin bên dòng suối êm đềm kia có một cây xanh và đồng loại của họ đang hót líu lo. Những con chim công nghiệp lê thống nhất, Trần Trung Hiếu không thể tin được bên kia khu vườn có một bầu trời màu xanh, có dáng chiều màu đỏ, có nắng mai màu hồng Bởi vì suốt đời họ chưa bao giờ thấy những hình ảnh đó Nói cho cùng họ cũng đáng thương Suy nghĩ của họ giống hệt như suy nghĩ của các thế hệ Bắc Hàn Hai nước khác nhau nhưng có một chiếc lồng giống nhau Được đúc từ thời Lenin còn sống Bài dưới đây được viết mấy mươi năm trước trên diễn đàn Talawas Nhưng vẫn còn phù hợp với thời sự Việt Nam Mời đọc chuyện Bắc Hàn để biết chuyện Việt Nam Số phận một loài chim cách đây không lâu anh chủ nhiệm của một tờ báo địa phương đến thăm và nghe các con tôi nói chúng thích nuôi thú vật kiểng pet lần sau anh trở lại với một chiếc lồng và hai con chim nhỏ để tặng các cháu anh dặn kỹ chim này chỉ nuôi trong nhà đem ra ngoài gió chúng sẽ chết tôi thật không tin chim là phải bay nhảy chứ làm gì ngay cả gió cũng sợ tôi đến một tiệm bán chim hỏi lại Bà chủ tiệm cũng đồng ý với anh chủ nhiệm, đây là loại chim được sản xuất theo lối công nghiệp, chứ không phải chim sinh nở tự nhiên. Nếu đem ra ngoài trời, chúng sẽ chết vì không thích hợp với môi trường. Tôi đành giữ kỹ chim trong nhà. Vài hôm sau, một người bạn cùng quê của tôi tới thăm, anh nghiêm chỉnh khiển trách. Mày là Phật tử mà bỏ tù sinh vật. Người ta chẳng ví cảnh tù đầy như cá chậu chim lồng đó sao, phải thả chúng bay đi. Tôi thật khó xử vừa cảm thấy việc bỏ tù sinh vật là không nên làm nhưng thả bay đi chúng sẽ chết tôi phân trần với anh đây là chim công nghiệp đem ra ngoài chúng sẽ chết và thả bay đi chúng càng chết nhanh hơn anh bạn quảng nam đáp nếu chúng chết thì chúng sẽ chọn nghiệp vì biết đâu kiếp sau chúng sẽ là những con chim tự do tôi chưa hẳn đồng ý với cách cãi của anh ta nhưng phải công nhận việc tôn trọng tự do của mọi sinh vật là đúng nên hỏi ý một vị đại đức ở hội an Thầy trả lời theo lối vạn sự do tâm. Chim công nghiệp vẫn là chim. Nếu môi trường xấu làm cho chúng xấu đi, thì môi trường tốt sẽ làm cho chúng tốt trở lại. Hãy tập cho chúng quen dần, từng bước, và khi chúng hoàn toàn quen thuộc với môi trường bên ngoài, thì phóng sinh chúng đi. Tôi cho đó là giải pháp hợp lý. Rất tiếc tôi lại quá bận để tập cho chim quen với thiên nhiên. Bèn tặng chúng cho người em và dặn chú ấy tập cho chúng quen dần với đời sống bên ngoài định bụng khi chúng hoàn toàn làm quen sẽ bàn với chú em làm lễ phóng sinh tháng sau tôi trở lại nhà người em nhưng không thấy chim chưa kịp hỏi chú em trả lời chẳng giấu gì anh ngày nào em cũng đem chim ra vườn tập chúng tiến bộ lắm chúng rất thích cảnh thiên nhiên vừa thấy cảnh cây lá xum xê là chúng kêu ríu rít lên ngay tuần trước trong lúc em để chúng trên sân sau chạy vào nhà trả lời điện thoại khi trở ra thì chỉ còn mấy cái lông rơi rớt bên cạnh chiếc lồng vỡ nát và con mèo của hàng xóm đang nhảy sang bên kia hàng rào. Tôi an ủi chú em theo lý luận của anh bạn Quảng Nam. Hai con chim đó đã chọn nghiệp trong kiếp này. Hy vọng đời sống sau, chúng sẽ làm chim của núi rừng tự do thay vì làm kiếp chim công nghiệp. Mỗi khi nhớ đến câu chuyện hai con chim, tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến số phận của các em bé Bắc Hàn. Cuộc đời của các em không khác gì những con chim công nghiệp kia ngay khi các em ra đời các cơ chế chính trị và xã hội đã được chuẩn bị sẵn để các em sống suy nghĩ và hành động một cách thích nghi tương tự như môi trường dành cho loại chim công nghiệp cơ chế chính trị bắc hàn được xây dựng và tồn tại bằng niềm tin tuyệt đối nơi lãnh tụ của họ trong cơ chế đó sự nhầm lẫn hoài nghi dù hợp lý đều không được cho phép tồn tại trong buổi phỏng vấn dành cho tuần báo time người cận vệ của kim chính nhật đào thoát nhắc lại câu chuyện của một người lái xe vô tình chạy lạc vào khu vực dinh thự của kim chính nhật sau khi thẩm vấn anh tài xế đám cận vệ của kim chính nhật đều đồng ý rằng anh ta thật sự đi lạc tuy nhiên cách giải quyết họ chọn trong trường hợp đó là bắn chết anh ta ngay tại chỗ gia đình anh tài xế được thông báo rằng anh đã đền nợ nước và thưởng công cho gia đình một cái tủ lạnh nhiều câu chuyện đối với người sống bên ngoài bán đảo Bắc Hàn có thể là chuyện hoang đường đến độ buồn cười. Nhưng với người dân Bắc Hàn lại là chân lý đúng như một nhà thơ Việt Nam có lần đã định nghĩa. Chân lý là đường đảng đã vạch ra và sự thật là gì đảng đã dạy ta. Giờ sinh của Kim Chính Nhật, con trai Kim Nhật Thành và là đương kim lãnh tụ Bắc Hàn được mô tả trong giáo trình tiểu học. Lãnh tụ kính yêu sinh ra trong một căn cứ quân sự bí mật bên dạng núi Thánh Thu San, Bạch Đầu Sơn, lúc người ra đời một có hai cầu vồng rực rỡ và một ngôi sao sáng hiện ra trên nền trời người dân bắc hàn gọi kim cha là lãnh tụ vĩ đại hay lãnh tụ vĩnh cửu và kim con là lãnh tụ kinh yêu thật ra làm gì có căn cứ quân sự nào chẳng trên núi thánh nào và lại càng không có chuyện thần thoại như hai vòng cầu vồng ngũ sắc hiện ra trong giờ kim chính nhật giáng trần theo sử liệu của xô viết cũ anh chàng Kim Chính Nhật sinh ra trong một đồn lính nhỏ hẻo lánh ở Siberia vì cha anh ta làm lính cho Stalin sau khi trốn khỏi Mãn Châu. Một mẫu chuyện khác về Kim Chính Nhật. Mặc dù trước kia chưa bao giờ chơi gôn golf, khi cầm cây gôn lần đầu lãnh tụ kính yêu đã đánh chúng ngay năm lỗ một lần. Và nữa, một lần nọ, lãnh tụ kính yêu đến kiểm tra súng của một đơn vị quân đội và trước mặt binh sĩ, người đã rút súng bắn trúng ngay mắt trái của 10 con bò rừng. Kim Chính Nhật không phải là người thường. Trong ý thức của người dân Bắc Hàn, anh chàng là hiện thân của một thiên thần. Chàng ta tuy chưa bao giờ đi lính một ngày, nhưng được gọi trong sách là tướng trời. Tại Bắc Hàn, ngay cả chiếc khăn để lau tấm ảnh của hai cha con họ Kim cũng không được phép dùng để lau các đồ vật khác trong nhà. Giống như những con chim công nghiệp, các em bé Bắc Hàn cũng líu lo mỗi sáng nhưng nếu ai lắng tai nghe, bài hát các em hát trong giờ vào lớp luôn bắt đầu bằng câu Hoa nở nhờ có không khí và các em cười nhờ ơn của kim lãnh tụ vĩ đại. Học sinh Bắc Hàn được dạy phải yêu tổ quốc và yêu đồng bào. Nhưng tổ quốc của em được mô tả trong sách vở không phải là một quốc gia nghèo đói, cô lập với thế giới bên ngoài mà một thiên đường trên trái đất dưới sự lãnh đạo anh minh của kim lãnh tụ. Trong các ví dụ được dùng ở trường học, từ văn chương đến toán học cuộc đời và sự nghiệp của hai cha con họ kim luôn được dùng để ví những điều tốt đẹp và đế quốc mỹ xâm lược luôn được dùng để ám chỉ những điều xấu xa tội lỗi nhất trên đời sinh viên học sinh bắc hàn rất kiêu căng khi nói về lịch sử và dân tộc triều tiên vì một lý do đơn giản ngoài những câu chuyện tuyên truyền được dạy ở trường họ không biết gì về lịch sử loài người và cũng không biết đúng về lịch sử của tổ tiên họ và với một môi trường như thế, nhiều thế hệ người dân Bắc Hàn hơn nửa thế kỷ qua đã tiếp tục sinh ra, lớn lên trong số phận một loài chim công nghiệp. Mặc dù những mẩu chuyện trên có thể gợi lại trong ký ức của những người Việt lớn tuổi những hình ảnh, những tiếng thì thầm nghe rất quen quen, tuổi thơ Việt Nam ngày nay dù sao cũng may mắn hơn những người cùng tuổi với họ ở Bắc Hàn. Trong lúc nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, đa số tuổi thơ Việt Nam đang có một đời sống tinh thần dễ chịu hơn tuổi thơ Bắc Hàn. Bài học của thiếu nhi Việt Nam học hôm nay không đến nỗi hoang đường như của thiếu nhi Bắc Hàn và bài hát của các em bé Việt Nam hát không trơ trẽn khó nghe như những câu mà thiếu nhi Bắc Hàn dùng để ca tụng cha con họ Kim. 20 năm qua, ánh sáng bên ngoài đã theo những khe hở của chính sách đổi mới rọi vào căn nhà Việt Nam mang theo kiến thức mới lạ từ những phương trời khác. Qua những khe hở đó, chúng ta cũng được nghe nhiều tiếng nói chân thành vọng ra từ trong nước. Tương tự như chúng ta đang nghe những ưu tư trăn trở của những người Việt đang sống ở ngoài nước, dù họ đã một thời lớn lên bên này hay bên kia sông Bến Hải. Như vậy, có gì giống nhau trong hoàn cảnh của hai em thiếu nhi Bắc Hàn và Việt Nam không? Có chứ. Hai cơ chế chính trị ảnh hưởng đến đời sống của các em bé Bắc Hàn và Việt Nam về căn bản vẫn giống nhau. Hai con nước đều bắt nguồn từ thượng lưu sông Volga, trong những thập niên năm đầu của thế kỷ 20 và vẫn còn đang chảy xiết. Cả hai cơ chế chính trị đều nhằm ngăn chặn mọi suy nghĩ độc lập và hủy diệt mọi khả năng phản kháng của con người. Quyền căn bản đầu tiên trong nghiên cứu khoa học là quyền đặt vấn đề, thế nhưng quyền đó không được tôn trọng trong hai xã hội Bắc Hàn và Việt Nam. Hiện nay, nhiều quốc gia và hàng trăm tổ chức thiện nguyện Tôn giáo, nhân đạo khắp thế giới đang tìm mọi cách để cứu giúp thiếu nhi Bắc Hàn, nhưng đồng thời, mọi người cũng đồng ý rằng tất cả những gì họ đang làm chỉ là những biện pháp vá víu trong lúc chờ đợi một sự thay đổi toàn diện và căn bản. Đúng vậy, sinh mệnh của một quốc gia không thể thay đổi bằng vài bao bột mì, hướng đi của một đất nước không thể được lót bằng răm ba lon sữa và hạnh phúc của một dân tộc không bao giờ đến bằng sự vuốt ve an ủi từ những bàn tay thương xót bên ngoài. Số phận của một dân tộc phải được quyết định bằng mồ hôi nước mắt, bằng những tấm lòng tận tụy với tương lai dân tộc, bằng đức tính kiên nhẫn làm việc vì đất nước của chính người dân nước đó. Và dù diễn ra dưới bất cứ hình thức nào, nhẹ nhàng hay cứng rắn, sói mòn hay cường tập, thay đổi cơ chế chính trị vẫn là mục tiêu quyết định của mọi cuộc cách mạng xã hội. Kính thưa quý vị, Nguyễn Đình Bin là hiện thân của cuộc tiến hóa đầy máu và nước mắt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các khuyến nghị cải cách của cựu bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao có được tiếp thu hay không còn tùy thuộc vào vận nước. Cụ Bin không phải là nhà cách mạng màu, theo nghĩa truyền hình quốc phòng, dưới sự chỉ đạo của quân ủy Trung ương, vừa tố cáo Đại học Fulbright mấy tuần trước. Nguyễn Đình Bin giác ngộ từ thừa còn quàng khăn đỏ, đã theo lời tự bạch. Với bề dày về ngoại giao, cụ Nguyễn Đình Bin viết rằng chính những kiến nghị liên quan đến thay đổi thể chế đã được nung nấu, nghiền ngẫm, kiểm nghiệm, chắt lọc và rút ra từ lúc ông mới 10 tuổi, khi bắt đầu đi theo con đường của Đảng Cộng sản trong hàng ngũ đội thiếu niên kháng chiến chống thực dân và từ thực tiễn hơn nửa thế kỷ được giáo dục, rèn luyện và chiến đấu trong đội ngũ của Đảng. Công bằng mà nói, những điều cụ Nguyễn Đình Bin đã gõ ra giấy trắng mực đen cho đến nay không phải là tiếng sấm giữa trời quang. Nhưng rồi, tấm huân chương ảo hóa ấy từ nay sẽ vĩnh viễn được gắn trên ngực cụ với cuộc đời gần 60 năm tuổi đảng. Và đấy chính là bi kịch vĩ đại của Nguyễn Đình Bin. Nhưng bi kịch ấy đâu chỉ là của riêng cụ. Bi kịch vĩ đại của Nguyễn Đình Bin cũng là bi kịch của cả cộng đồng lớn hơn. Thật ra, từ 2015, từng có một 27 nhân sĩ trí thức gửi thư ngỏ, ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ của đất nước. Thư được đề chuyển các nhà lãnh đạo, các đại biểu, dự đại hội lần thứ 12 và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng lần này, đúng dịp kỷ niệm Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1945, 2 9 năm 2024, Cụ Bin đã liệt kê ra ít nhất 4 văn bản gửi lên đảng với cùng một chủ đề, góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị, bao gồm thư ngỏ gửi toàn thể đảng viên, đồng bào, trong và nước, 2 tháng 9 năm 2024, thư chúc mừng Tân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 4 tháng 8 năm 2024, tâm thư 19 năm năm 2024 gửi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, tâm thư 19 tháng 5 năm 2020 gửi Tổng Bí Thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng góp ý cho Đại hội Đảng 14. Ấy vậy mà tất cả đều như nước đổ đầu vịt. Hình như không hề có bất cứ một sự phản hồi chính thức nào, ít nhất từ các ủy viên có trách nhiệm trong bộ chính trị. Nội dung các kiến nghị của Nguyễn Đình Bin gửi Đảng được đưa ra vào nhiều thời điểm khác nhau, đến các đối tượng khác nhau. Nhưng tất cả đều cuồn cuộn trên một dòng chảy với ý tưởng vạm vỡ là hệ thống chính trị Chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng đang ra sức xây dựng và kiên trì bảo vệ đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cụ kêu gọi Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để và đưa ra những sáng kiến nhằm bảo vệ Đảng trước các nguy cơ, thách thức sống còn và khẳng định rằng chỉ có Đảng mới tự cứu được chính mình. Đáng tiếc, hơn 4 năm trước, 10 nội dung chi tiết cụ đề xuất với Đại hội 13 của Đảng về đổi mới chính trị toàn diện và triệt để vẫn không hề được cứu xét. Còn lần này, ngoài sức tưởng tượng của hàng trăm bạn đọc đã đánh dấu like vào các tâm thư và khuyến nghị liệt kê trên, Facebook đã gỡ bài viết xuống, với lý do được nêu là các bài viết ấy cố tìm cách thu thập thông tin nhạy cảm của người khác. Cụ Bin tất nhiên đã phản đối quyết liệt và đòi Facebook phải khôi phục lại các bài viết của mình. Rõ ràng, sự tiến hóa của trái tim Nguyễn Đình Binh đã vượt xa tư duy và bản lĩnh của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời hiệu triệu của cụ, được dẫn lại từ nhiều nguồn khác trên Internet, vẫn vang vọng. Tất cả con lạc cháu hồng có lòng yêu nước, thương nổi, phải cùng nhau vứt bỏ mọi hận thù, thành kiến, định kiến, cố chấp, cực đoan, mặc cảm, nghi kỷ, ngộ nhận, hiểu lầm. Phải dẹp lại mọi bất đồng, chấm dứt những điều bất hạnh nói trên, đang hàng ngày, hàng giờ ngoái vào vết thương chung, sau gần nửa thế kỷ, vẫn còn đang tiếp tục dì máu, hủy hoại sức mạnh của dân tộc ta. Nguyễn Đình Bin là hiện thân của cuộc tiến hóa đầy máu và nước mắt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thân phụ của cụ hy sinh mất xác trên dòng sông ở quê hương. Vậy mà cụ vẫn nuôi dưỡng được một tấm lòng nhân ái, biết vượt qua đau thương, mất mát để tiến lên phía trước, cả về mặt cảm xúc lẫn nhận thức những nỗ lực và lời kêu gọi từ tấm lòng bao dung, đầy nhiệt huyết ấy, từ sự chân thành hiếm hoi ấy vẫn chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam đón nhận. Động lực nào khiến Nguyễn Đình Bin với trái tim trong trắng bao lần bị tổn thương, với tư duy logic bao lần bị phớt lờ như thế mà vẫn không nao núng kêu gọi đảng thay đổi về nhận thức tư tưởng đối với các giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do. Theo một số anh em từ viện khoa học chúng tôi có dịp trao đổi những ngày qua, câu trả lời là dù không chuyên về AI, nhưng với tư duy logic, cụ Bin nhận biết một khi đạo hàm đổi dấu thì trend mới sẽ xuất hiện. Vì vậy, cụ quả quyết, giờ là lúc mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín muồi để Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử, vận nước cũng như vận Đảng đang đến, phải quyết tâm nắm lấy, không được bỏ lỡ. Nói đến vận nước Chắc hẳn cụ đã nghĩ về lịch sử. Lý Thái Tổ Uẩn từng nằm gai nếm mật hơn 30 năm, sau đó nhờ vào sự ủng hộ của quân đội và giới Phật giáo mà lập nên triều đại hậu Lý. Mạc Thái Tổ, Đăng Dung cũng trải qua hành trình dài phát triển về tư duy chính trị, quân sự và chiến lược để cuối cùng lập nên triều đại của riêng mình. Còn Tô Đại Tướng, từ cương vị một bộ trưởng công an, tương đương với thân vệ điện tiền chỉ huy sứ thời nhà Lý, chỉ sau mấy năm, đã nhanh chóng đạt đến ngôi cửu trùng. Bước ngoặt này chắc chắn gây bất ngờ đối với rất nhiều đồng chí trong đảng. So với tiền nhân, thời gian nằm gai nếm mật của Tô Đại Tướng chưa hẳn đủ dày, nhưng ai dám nói Tô Lâm không có công lớn trong sự nghiệp giang dở của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng liệu Tô Đại Tướng đã tích lũy đủ trí huệ cho giai đoạn trị quốc bình thiên hạ trước mắt? Theo ý của Facebooker Thái Hảo, làm một cuộc cách mạng thì dễ, thay đổi não trạng một dân tộc mới là khó khi dân trí và văn hóa chính trị của giới chopu chưa chuyển thì vận nước cũng khó đến trong một sớm một chiều tuy nhiên nếu có thêm được các yếu tố may mắn thiên thời địa lợi đại tướng tô lâm có thể tận dụng thời cơ vàng hay như người pháp thường nói đón bóng đúng tầm sẽ ghi bàn sai le ballon au bon moment nhớ lại những năm tháng được làm việc dưới trướng thứ trưởng nguyễn đình Binh, là lớp kèo dưới, cả về tuổi tác lẫn vị trí công việc, nhưng chúng tôi bao giờ cũng được cụ lắng nghe. Tờ báo World Affairs Weekly bị bắt buộc phải ghi dưới măng xét là cơ quan của Bộ Ngoại giao. Nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn xé rảo đăng nhiều kỳ bài của các tác giả có vấn đề với nhà nước liên quan đến các khuyến nghị chính sách về đối ngoại. Không ít lần báo đã bị ban văn hóa tư tưởng thổi còi một lần khi lăng xe khái niệm counterbalancing qua mỹ để đối trọng lại trung quốc những người liên đới suýt bị kỷ luật không có bản lĩnh nguyễn đình bin và khí phách trần quang cơ thời ấy chắc chắn chúng tôi đã lãnh đủ tuy nhiên so với những kiến nghị bom tấn hiện nay của cụ những bài viết ngày ấy còn xa mới bén gót được các đề xuất giờ này của cụ tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của cụ bin thật đáng kính trọng thêm vào đó là sự tiếc nuối vô bờ của chúng tôi mỗi lần nghĩ về trí tuệ đi trước thời đại của Nguyễn Đình Bin mà vận nước dường như vẫn còn đến chậm. Quý vị vừa nghe xong bài Nguyễn Đình Bin vận nước đã đến chưa của tác giả Đình Hoàng Thắng.